nay mình đi bán khô cho cô Hồng khán giả kênh Nam Việt. Với lại bữa nay mình ghé đường Nguyễn Như Con Tum, bên đây là Lý Văn Bích ha, Thạch Lam gần đây nè. Bên đây là Hội Ngọc Hầu đó ha. Thì ở đây cái mặt đường nó tới 9m. Thì gia đình cô Hồng có muốn chia sẻ là thông tin bán cái căn nhà. Căn nhà này lúc đầu là 10 tỷ 8 đó. Bây giờ gia đình mình cũng cần bán, sẽ giảm giá xuống một xíu. Nếu mà cô chú khán giả mình trên kênh Nam Việt á, mình muốn tìm một cái ngôi nhà ở khu vực Hội Ngọc Hầu, Lý Văn Bích thì mình có thể xem, ghé thăm cô với Hoàng Sơn nghe. Mình đang uống cà phê chơi nói chuyện xíu, rồi mình qua mình quay vài ảnh cho bà con mình xem thêm về căn nhà ha. Con thấy trên bản đồ thì đây ra ngoài đồng sen nó chỉ khoảng 1 cây số à? À, 1 cây số đúng rồi. Dạ. Hồi xưa con làm ở Đồng Nai á, đây cái con mới quen vợ ở Đồng Nai luôn. Ngày xưa con làm ở tổ chức hình ảnh, mấy chụp hình đó. Bởi vậy giờ con mới thích quay phim. Vợ con là người miền Nam vậy? Dạ, người miền Nam. Dạ. Dễ được. Gần Dạ, con từ đó lên Biên Hòa, hồi xưa con làm việc ở Biên Hòa. Mấy hôm nay tôm tiết nấu canh rồi kho, rồi làm chả giò rồi. Tại vì sắp hết mùa đó, con tranh thủ con làm video hướng dẫn mấy món ăn cho cả nhà tham khảo. Để cho nhỏ cái nghe nó báo thử nửa ký về bán thử là ngon không? Cô ăn thử đi nếu mà ngon à. Cái đó mình gửi đi nước ngoài. Dạ được. Cô, dạ cô ăn thử á, thì ngon thì cô mua tranh thủ mua trước. Thì khoảng 1-2 tuần nữa là sẽ hết hàng. Để hết mùa hả cô? Ủa con vậy để tới tháng 12 được. Mình bỏ trong lạnh được. Bỏ trong lạnh 6 tháng là bình thường không? Cô Hồng hình cũng thỉnh thoảng về đây phải không? Hồi thấy cô hay gọi con là cô ở Sài Gòn. Không về chơi. Dạ. Hồi xưa là... Dạ cô. Hồi xưa là cái nhà này mình sản xuất cái gì cô ha? Giày dép hả? Không, hồi xưa ông anh đó, ông... quần áo, dạ. Quần áo trẻ em. Dạ. Quần áo mà áo không có lòng trẻ em. Dạ. Nhưng mà mai là vô ông xã cái nhà đó. Ở đây giống như cái kho để chứa. Cái nhà này ông anh hay ông anh cũng làm ăn cũng lên đó. Dạ. Con thấy nhà thấy xe tải đậu dễ. Lại thì hay lấy lên xuống nè. Nó rộng rãi mà thấy là không có bị mệt. Dạ. Thoải mái làm ăn. Dạ. Cái này nếu mà làm công ty hoặc là kho bãi là nhỏ nhỏ đó để đưa hàng ở ngoài vô á. Dạ. Dạ. Nhà kế bên á con. Dạ. Ở xưởng may đây là hả con? Xưởng may lớn lắm á. Thì Hoàng Sơn cho cả nhà xem tờ giấy mà của cô chú gửi Hoàng Sơn nè. Đó, để cả nhà mình có thể tham khảo. Còn nếu mà như mình muốn kỹ á, mình có thể lên quận ha để mình xem thêm về quy hoạch nha. Nhưng mà em thấy khu vực này nhà xây mới mà nhà cao tầng rất là nhiều. Nên là phần nào cũng yên tâm rồi. Đó, cả nhà mình có thể xem thêm nè. Đây là mặt bằng tầng 1 ha. Rồi, tầng lửng nè, tầng 2, tầng 3, sân thượng. Đó. Rồi bên đây là diện tích nè, 79.3m² nha. Ở 47 Nguyễn Như Con Tum. Đó, sử dụng riêng đất ở tại đô thị lâu dài luôn nha. Cái hạn sử dụng lâu dài nè. Đó, là cái này hầu như là đã quy hoạch mới hết rồi đó. Nhà ở. Đó, nhà xây kiên cố. Rồi chút xíu nữa thì Hoàng Sơn sẽ vào quay thêm cho cả nhà mình xem nha. Quay cho cả nhà coi đoạn đường Nguyễn Như Con Tum. Đường do đường này nó ngắn nên là ít có xe cộ qua lại. Nhưng mà mình bước ra mấy bước là cái đường chính. Nên đây là Lý Văn Bích với Thoại Ngọc Hầu. Đây là Thạch Lam, ba con đường lớn ở khu vực này ha. Ở đây nếu mà để ở thì quá sướng luôn. Gần trường học. Bởi con chạy ngay khúc này thấy nè. Rồi dân cư thấy cũng lâu đời con. Dạ. Rồi con thấy bán nước mía rồi ăn giặt quá trời. Dạo gần đây nè quán cà phê cũng nhiều. Tối á. Dạ. Đó có cái trường anh văn học không? Dạ. Mà khu này thì không có bị kẹt xe là chắc chắn luôn. Đó, tại vì ở đây là cái đường giống như đường nội bộ đó. Nhưng mà bước ra mấy bước là cái đường Lý Văn Bích, đường rất là lớn. Cả nhà biết Lý Văn Bích rồi. Tối cái chiều tối cái học sinh nó túa ra đông. Mình đứng trên lầu cái trường gì mới cách á. Trường Nhật Anh lớn lắm. Thì Hoàng Sơn sẽ để lại số điện thoại của Hoàng Sơn bên cạnh để cả nhà mình có cần xem á thì liên lạc với Hoàng Sơn ha. Rồi dẫn cả nhà mình đến để gặp cô chú để mình xem nhà. Là Lý Văn Bích nè. Đó. Còn sau lưng mình là Thoại Ngọc Hầu. Đây là đường Nguyễn Như Con Tum ha. Ở cả nhà thấy nhà mới xây rất là nhiều ha. Đây nè.
đây là tầng lửng. Từ ngoài mình nhìn vào nè, ở trên tầng 2 nè. Rất là chiều dài, rất là sâu bên trong. Đó, mình đi có một phòng ở ngoài nè. Rồi, cái này là cái hành lang. Hành lang ở giữa, cầu thang. Ở trên đây là cái chỗ lấy ánh sáng ngoài trời nè, gió trời nè. Rồi, cái phòng tiếp theo. Phòng thứ hai. Ờ, sao mát quá cô ha. Sao có cái trường này cơ? Trường học tiếng Anh. Dạ. Nhật ngữ Tâm Việt. À, cả nhà thấy ở đây có rất là nhiều tòa nhà chung cư. Khu này đông đúc ha. À, đứng trên trên đường. Dạ, đây mát quá ba. Dạ. À, xung quanh là dân cư rất là nhiều, mấy tòa nhà căn hộ chung cư. Đó, bên kia mấy cái tòa nhà bên cạnh nào. À, còn ở đây là cái ở ngoài cái hông gió, lấy gió trời từ trên xuống các tầng bên dưới. À, mình lên sân thượng, lên cao coi cho đã. Đã. Thoáng. Coi trên đường nó bao quát cái phố. Dạ. Rồi, mình lên đây, nãy giờ không. Đây cả nhà thấy sân thượng rất là rộng luôn nè. À, có một cái bồn nước to. Đây, cả nhà thấy không? Trên đây rộng rãi ghê chưa? Nhà này đúc tấm rất là kiên cố ha. Rồi, từ trên cao nhìn xuống luôn. Đó, cả nhà thấy ở đây là văn phòng chuẩn bị mở nè. Bên kia đang xây nè ha. Rồi, mấy tòa nhà xung quanh liền kề. Đó, đây khu vực mới quy hoạch nên là mấy cái nhà mới xây rất là nhiều. Dạ. Ôi, mấy khu chung cư mới xây đẹp quá nè bác. Kia xa xa nó có bao quát nhà cao tầng không? Dạ, nhà cao tầng bên kia nữa nè, cả nhà theo. Đây giống như khu vực trung tâm ở quận Tân Phú đó. Nhà cao đẹp không à. Rộng rãi. Đó, ở trên mình nhìn xuống đường xá nha. Đó, chiếc xe tải đậu sát bên đó đó. Là đường 9m nên là nếu mà hai chiếc xe đậu hai bên ở giữa là xe hơi vẫn có thể qua lại được luôn. 10m chưa? Dạ. 10m đó. Dạ, 9m là đường lộ á. Còn chưa tính cái hành lang vô bên trong. Khu vực này thì dân cư ở lâu đời này, cả nhà thấy mấy nhà đó là lâu rồi đó, nhà mà đá mài đá rửa đó. Rồi, nhà bên cạnh có bác đang trồng trồng kiển. Dạ, cái chỗ này để ở thì quá sướng luôn ha. Đây sân thượng rộng quá bác ha. Ủa, tới hai bồn nước rồi hả bác? Hai bồn nước trước là dự trữ nước cho hai bên á. Dạ. Nó đi chung dạ. Một đường lắm. Đó, cả nhà thấy sân thượng không? Quá trời rộng luôn. Mình có thể trồng cây, trồng rau sạch trên đây cũng được nữa. À, xuống không? Trước kia đây á, trước cũng trồng cây nhiều lắm, làm cái nhà vườn nhỏ nhỏ nhưng mà dạ. Bớt đi thôi, thấy nó nếu cực quá. Này nếu mà gia đình lớn ở là vừa, gia đình nhỏ ở thì nó quá lớn. Dạ, rộng đẹp con, sân thượng quá trời rộng luôn, để trồng rau, trồng ấy cũng đẹp, phê đồ, giặt giũ thoải mái. À, rồi phía sau này trống lỏng luôn nè, gió trời vô được nè, lấy gió từ ở bên trên xuống luôn, bên ngoài vào nè, xuống dưới mấy tầng dưới. Dạ. Hãy có xuống bác. Dạ. Phòng ngủ với phía sau có một cái phòng trống nhà bếp nữa. Ở mỗi tầng đều có nhà bếp hết con ha. Dạ, con chào con. Dạ. Nhà quá chủ. Nhà quá trời rộng luôn. Dạ, cô có mua tôm tích của con. Rồi nhà con chia sẻ thông tin cho bà con biết. Chị Hồng mua đó hả? Dạ. Con. Dạ, lập sữa. Đó, dạ. Rồi cả nhà mình ở dưới đây mình nhìn lên nè, nãy ở trên nhìn xuống. Đó. Lấy ánh sáng mặt trời với gió ngoài vô nè, ở dưới trời phía sau. À, tầng trệt nè, đây ha, đây là tầng trệt nè. Rồi,
tầng lửng. Tầng lửng có một cái phòng lớn, tầng trệt cũng có một phòng lớn và hai phòng nha. À, có một cái toilet ở phía sau. Rồi, ở cái tầng 1 á thì sẽ có hai phòng, một phòng bên ngoài, một phòng bên trong với một toilet ở giữa. Rồi tầng ở trên cùng là tầng thứ hai thì cũng có một phòng phía trước và phòng sau. Tức là nhà này có 1 2 3 4 5 6 phòng nha. Rồi có một cái sân thượng rất là lớn luôn. Dạ thưa cô, con về con. Dạ. Dạ rồi. Dạ, à, nếu mà có bà con cần coi con sẽ giới thiệu đó. Dạ con. Giờ đây là xưởng may quần áo nên cả nhà thấy đồ may quá trời. Dạ, đồ may cho trẻ em. Ở khu vực đây là nhiều tiệm xưởng may quần áo quá con ha. Ở phía trước này mình rộng mấy mét đó ha. Nãy con có ngang rộng 4 mét. Dạ, 4 mét. Dạ, về sau là mưa rồi. Về sau 20 mét. À, nãy Hòa Sơn có cho cả nhà coi cuốn sổ rồi ha. À, hiện tại thì cô chú là rao giá là hơn 10 tỷ xíu nên là bà con mình có cần quan tâm á gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để xem thêm thông tin nha. Rồi khán giả kênh Nam Việt mình có cần để đến xem nhà hoặc là gia đình mình á hoặc là người quen có cần thì giới thiệu giúp cô chú luôn nha. Rồi tạm biệt bà con, hẹn gặp lại ở video sau nha. Đây có tiệm làm đẹp nè. Đó, rau má. Rồi nước mía. Cà phê. Rồi mưa rồi. Nãy mình để đâu đây?